Anh em nhà sàn chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng. Hôm nay anh em nhà sàn sẽ giới thiệu cho bạn một cục đá khá là có duyên dành những cho cô bác có sở thích chơi trụ đá thô tự nhiên. Đây là một viên đá hồng được anh em lột ra khá đặc biệt, có màu hồng. Trụ đá này được các chuyên gia phong thủy tư vấn để ngay quầy thú ngân để thu hút tài lộc, hoặc các cô bác có thể để phòng khách hay chỗ đọc sách để tăng năng lượng cho khu vực mình, cho ngôi nhà của mình, làm cho con người cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, năng lượng. Khoảng 24 phân, thông đèn rất là đẹp các bạn. Đây là buổi sáng, chưa ánh nắng vào nhưng mà khá là hồng. Để anh em lấy pin soi vào để các bạn xem, khá đẹp. Nếu bạn cảm thấy cục này có duyên với mình, bạn hãy gọi điện cho anh em nhà sàn Trường Nguyên. Cùng ngày anh em chưa làm mã, hoặc có dịp mời các bạn ghé thăm anh em ở sàn Tây Nguyên. Anh em ở sàn Tây Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.